Xin chào các bạn, mình là Thanh Xuân. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty luật CIS. Tiếp theo chủ đề về thủ tục ly hôn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về quyền nuôi con khi ly hôn, vì con cái là người bị ảnh hưởng nhiều nhất đối với quyết định ly hôn của cha mẹ. Nhiều trường hợp vợ chồng thỏa thuận được với nhau về việc nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho con cái sau khi ly hôn, nhưng cũng rất nhiều trường hợp vợ chồng không thỏa thuận với nhau được vấn đề này. Điển hình như cả cha và mẹ đều muốn mình là người trực tiếp nuôi dưỡng con, hoặc cả hai bên đồng thuận giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng nhưng lại không thống nhất được tiền cấp dưỡng. Vậy quyền nuôi con được quy định như thế nào khi ly hôn? Tranh chấp quyền nuôi con được giải quyết như thế nào? Cách chứng minh điều kiện để tòa án giải quyết giao quyền nuôi con cho một bên ra sao? Hãy cùng luật sư Hoàng Trung Kim, luật sư của công ty luật CS, giải đáp câu hỏi này nhé. Xin chào luật sư. Xin luật sư cho biết pháp luật quy định như thế nào về quyền nuôi con khi cha mẹ ly hôn ạ? Xin chào các bạn đang theo dõi. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục đối với con chưa thành niên và con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình. Vợ và chồng được quyền thỏa thuận về người trực tiếp nuôi dưỡng con, nghĩa vụ và quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con. Trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ về quyền lợi của mọi mặt của con. Trường hợp không thỏa thuận được, cha hoặc mẹ cần chứng minh những yếu tố nào để tòa án quyết định giao con cho mình trực tiếp nuôi dưỡng, thưa luật sư? Cha mẹ cần chứng minh được bản thân sẽ cung cấp môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển của con, có đủ các điều kiện đảm bảo cả về kinh tế lẫn tinh thần, đáp ứng cho yêu cầu phát triển bình thường của con. Đối với điều kiện về kinh tế, được chứng minh thông qua các yếu tố như là thu nhập thực tế, tài sản, nơi ở, cố định. Theo đó, cha, mẹ nên cung cấp cho tòa án những giấy tờ sau: hợp đồng lao động, bảng lương hoặc giấy tờ khác chứng minh nguồn thu nhập, giấy tờ nhà, hợp đồng thuê nhà, v.v. Đối với điều kiện về tinh thần, cha mẹ cần chứng minh về tình cảm của con và cha hoặc mẹ từ trước đến nay, bản thân có nhân cách, tư cách đạo đức tốt, có đủ thời gian để ở bên con, chăm sóc, nuôi dưỡng con, có điều kiện cho con vui chơi, giải trí. Việc bản thân người đó trực tiếp chăm sóc, giáo dục con sẽ phù hợp hơn đối với giới tính và đặc điểm của con, và những yếu tố khác nhằm chứng minh bản thân phù hợp hơn để người con có cuộc sống ổn định và phát triển hơn khi ở bên người không được nuôi con. Ngoài ra, một trong hai người có thể cung cấp thêm các chứng cứ chứng minh người còn lại không đủ điều kiện để nuôi dạy con cái như là thu nhập không ổn định, thường xuyên không quan tâm chăm sóc giáo dục con, có hành vi bạo lực với con, có lối sống đồi trụy, tư cách đạo đức không tốt, v.v. Tuổi của con có là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của tòa án khi giao cha hoặc mẹ trực tiếp nuôi dưỡng con không, thưa luật sư? Tuổi của con cũng là một căn cứ để tòa án xem xét quyết định giao người nào được quyền trực tiếp nuôi dưỡng con. Cụ thể, con dưới 36 tháng tuổi thì sẽ được giao trực tiếp cho mẹ, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con hơn. Trường hợp con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Trên thực tế, ý kiến của con thường chỉ là mang tính định hướng, tham khảo, là một phần để tòa án xem xét đi đến quyết định, không có ý nghĩa là hoàn toàn quyết định. Như vậy, để giành quyền trực tiếp nuôi con, cha hoặc mẹ phải chứng minh bản thân có đủ điều kiện về kinh tế lẫn tinh thần đảm bảo cung cấp môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển của con. Ngoài ra, có thể chứng minh người còn lại không đủ điều kiện hoặc không phù hợp để trực tiếp nuôi dưỡng con. Trường hợp con dưới 36 tháng tuổi, về nguyên tắc sẽ giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hoặc cha và mẹ có thỏa thuận khác phù hợp hơn với lợi ích của con. Trường hợp con từ đủ 7 tuổi trở lên thì nguyện vọng của con sẽ là một yếu tố để tòa án xem xét quyết định. Thưa luật sư, người không được trực tiếp nuôi con thì có quyền và nghĩa vụ gì đối với con không ạ? Cha mẹ không trực tiếp nuôi con thì có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, đồng thời có quyền cũng như có nghĩa vụ thăm nom con cái mà không ai được quyền cản trở. Tuy nhiên, phải tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi và không được lạm dụng việc thăm con để cản trở việc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái. Nếu có hành vi này thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom của con, của người đó. Mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng cho con trong trường hợp cha và mẹ không trực tiếp nuôi con thì quy định như thế nào ạ? Luật hôn nhân và gia đình không quy định
cụ thể về mức cấp dưỡng tối thiểu và tối đa cho người con. Mức cấp dưỡng sẽ do cha mẹ thỏa thuận căn cứ theo thu nhập và khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng là người không trực tiếp nuôi con và nhu cầu thiết yếu của người con. Nếu cha mẹ không thỏa thuận được mức cấp dưỡng thì yêu cầu tòa án giải quyết. Về phương thức cấp dưỡng cũng sẽ do cha mẹ thỏa thuận, có thể thực hiện theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, cha mẹ có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngưng cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Cha hoặc mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con đến khi nào thưa luật sư? Và nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ có thể thay thế bằng nghĩa vụ khác hay không và có được chuyển giao cho người khác thực hiện hay không ạ? Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng con cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp sau. Thứ nhất, người con đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình. Thứ hai, người con được người khác nhận làm con nuôi. Thứ ba, người đang cấp dưỡng được trực tiếp nuôi con hoặc người cấp dưỡng hoặc người con chết. Nghĩa vụ cấp dưỡng là nghĩa vụ bắt buộc đối với người không trực tiếp nuôi con, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận không cấp dưỡng. Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác. Nếu người có nghĩa vụ cấp dưỡng mà trốn tránh hoặc từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng cho con thì có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự. Như luật sư có chia sẻ, sau khi ly hôn, cha và mẹ đều có quyền nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, trông nom, giáo dục con. Vậy có trường hợp nào cha hoặc mẹ bị hạn chế các quyền này không thưa luật sư? Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên hoặc trong các trường hợp như sau. Thứ nhất, bị kết án về một trong các tội về xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con đối với lỗi cố ý. Thứ hai, có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con. Thứ ba, phá tài sản của con. Thứ tư, có lối sống đồi trụy. Thứ năm, xúi dục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Theo đó thì tòa án có thể ra quyết định không cho cha mẹ trông nom, chăm sóc giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 1 năm đến 5 năm. Việc chăm sóc, trông nom, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con sau khi đó sẽ được chuyển giao cho người còn lại hoặc người giám hộ. Vậy khi tòa án đã ra quyết định giao con cho cha trực tiếp nuôi dưỡng thì có thể thay đổi để người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng hoặc là ngược lại không thưa luật sư? Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con nếu có đủ hai điều kiện sau. Thứ nhất, có yêu cầu của cha, mẹ, người thân thích, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc hội liên hiệp phụ nữ. Thứ hai, có một trong các căn cứ về việc cha, mẹ có thỏa thuận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp hơn với lợi ích của con hoặc người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp nuôi trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con. Nếu con từ độ 7 tuổi trở lên, việc thay đổi trực tiếp người nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con. Thưa luật sư, hiện tại có nhiều trường hợp các cặp đôi có con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Vậy nếu như có tranh chấp quyền nuôi con trong trường hợp này thì xử lý như thế nào ạ? Theo quy định của luật hôn nhân gia đình, nam nữ sống chung như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận là vợ chồng. Tuy nhiên nếu có con chung thì pháp luật vẫn thừa nhận. Do đó nếu có tranh chấp về nuôi con thì vẫn được giải quyết như tôi đã đề cập ở bên trên. Chân thành cảm ơn luật sư. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp cho những người đang có tranh chấp về con chung trong quá trình ly hôn có sự hiểu biết và chuẩn bị tốt hơn đảm bảo quyền lợi của con mình. Trong các video kế tiếp, công ty luật CS sẽ tiếp tục trao đổi xoay quanh các vấn đề liên quan đến ly hôn như tranh chấp tài sản khi ly hôn có yếu tố nước ngoài, v.v. Các bạn đón xem nhé! Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể comment bên dưới hoặc liên hệ với công ty luật qua số điện thoại 028 3911 8581 hoặc email info@cas.vn để công ty luật có thể giải đáp. Các bạn đừng quên like, subscribe để tiếp tục theo dõi những giải đáp pháp lý và share để truyền tải những thông tin hữu ích này đến mọi người nhé!